Với mong muốn tạo ra một thị trường ga mang tính cạnh tranh, giúp người tiêu dùng được sử dụng ga với mức giá hợp lý, thì mới đây Bộ Công Thương đã đưa ra dự thảo mới về việc kinh doanh ga nhằm sửa đổi bổ sung cho Nghị định 107/2009 về kinh doanh ga và các sản phẩm khí hóa lỏng. Theo đó sẽ đề xuất việc hạ chuẩn điều kiện kinh doanh ga trong thời gian tới. Theo dự thảo mới được Bộ Công Thương công bố, thì doanh nghiệp chỉ cần sở hữu từ 100 đến 150.000 vỏ bình cùng với kho chứa có dung tích 400.000 mét khối là có thể đủ điều kiện trở thành doanh nghiệp đầu mối trong việc kinh doanh ga. Một điểm mới nữa của dự thảo này là đại lý kinh doanh ga chỉ được ký trực tiếp với một tổng đại lý kinh doanh hoặc một thương nhân kinh doanh đầu mối. Chỉ thương nhân đầu mối mới có quyền thực hiện việc chiết nạp ga. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải đáp ứng được những yêu cầu cơ bản về nhà xưởng, thiết bị sang chiết ga, cũng như đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng chống cháy nổ bắt buộc theo quy định. Nếu dự thảo mới được thông qua thì điều kiện về kinh doanh ga đã giảm xuống còn một nửa so với quy định cũ. Trước đó, Nghị định số 107/2009 về kinh doanh ga và các sản phẩm khí hóa lỏng quy định, doanh nghiệp phải sở hữu 300.000 vỏ bình và có kho chứa với dung tích 800.000 mét khối. Theo dự thảo mới được Bộ Công Thương đưa ra thì điều kiện kinh doanh ga đã được giảm xuống một nửa, thể hiện ở cả hai yếu tố, số lượng vỏ bình ga mà doanh nghiệp cần phải có cũng như là dung tích kho chứa. Dư luận cũng bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều xung quanh dự thảo mới này khi mà thị trường kinh doanh ga ở Việt Nam chưa khi nào được đánh giá là ổn định mà luôn tồn tại nhiều vấn đề. Nếu dự thảo mới của Bộ Công Thương được thông qua thì điều kiện chuẩn kinh doanh ga sẽ hạ xuống chỉ còn một nửa so với quy định trước đây. Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương cho rằng việc hạ chuẩn điều kiện kinh doanh ga sẽ giúp doanh nghiệp tránh được sự lãng phí. Trong cái nghị định 107/2009 về cái điều kiện của các cái thương nhân chưa cụ thể và chưa sát với cái thực tế trong hoạt động chai LPG, đặc biệt là các cái điều kiện đối với về mặt số lượng chai LPG và cái kho chứa LPG quá lớn gây khó khăn cho các cái doanh nghiệp và lãng phí cái tài sản đầu tư của xã hội. Nhưng nhiều chuyên gia tỏ ra không đồng tình với quan điểm này. Hạ chuẩn cái tiêu chuẩn của cái doanh nghiệp đầu mối thì có thể là làm hài lòng cho một số cái doanh nghiệp nhỏ thôi. Nhưng về mặt là phát triển, về mặt cạnh tranh trong hội nhập ấy, thì tôi cho cái đó là đi ngược lại. Cũng theo đại diện Hiệp hội Kinh doanh ga Việt Nam, thì việc các doanh nghiệp đầu mối được quyền tự quyết về giá như hiện nay đã là một bất cập. Nếu tiếp tục hạ chuẩn, sẽ có nhiều hơn nữa các doanh nghiệp tham gia vào thị trường. Điều này dẫn đến thị trường bị bão hòa, gây khó khăn trong việc quản lý. Vấn đề kiểm soát và kiểm tra chất lượng cũng như an toàn, rồi cũng như gian lận thương mại, nói chung là rất yếu, làm không xuể. Cũng là do cái tưởng làm ăn manh mún, rồi là những cạnh tranh không lành mạnh. Thì chuyện là chuyện đương nhiên, mà hiện nay là Hiệp hội ga Việt Nam cũng như các cơ quan ban ngành được sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Chính phủ cũng xử lý rất nhiều vụ, nhưng mà càng ngày quy mô gian lận thương mại càng lớn. Đại diện Cục Quản lý Thị trường cũng thừa nhận năm 2014 số vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh ga là không hề nhỏ. 3.308 vụ, trực tiếp xử lý là 368 cái cơ sở vi phạm với cái tổng số tiền xử lý vi phạm trong lĩnh vực LPG này nộp ngân sách nhà nước là vào khoảng độ trên 4,2 tỷ đồng. Theo một thống kê mới đây thì Việt Nam có khoảng 30 doanh nghiệp đầu mối với khoảng 160 thương nhân phân phối, 80 tổng đại lý cùng với trên 3.500 đại lý và trên 10.000 cửa hàng bán lẻ ga cung cấp cho thị trường trong nước. Trong khi đó, tại Thái Lan và Malaysia, sức tiêu thụ lần lượt gấp 4 và 3,5 lần nước ta, nhưng tương ứng chỉ có 6 và 5 doanh nghiệp cung ứng ga cho toàn thị trường. Không nên hạ chuẩn, mà giữ nguyên tiêu chuẩn như Nghị định 107. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng phải có ý thức tập hợp nhau lại, có thể dưới hình thức là hợp danh, có thể hiện tức là cổ phần mua cổ phần lẫn nhau, sát nhập lại lẫn nhau, rồi là có thể là có những cái hình thức, hiện rất nhiều hình thức mà có thể chúng ta xây dựng một cái cơ sở vật chất hạ tầng đủ mạnh, đủ sức mà nhập khẩu cái hàng lớn. Đề xuất hạ chuẩn kinh doanh ga có vẻ là hợp lý khi mà mục tiêu của dự thảo là để người dân được sử dụng sản phẩm tốt với giá cả phải chăng. Nhưng bên cạnh lợi ích trước mắt thì cũng cần phải nghiên cứu xem xét một cách kỹ lưỡng, bởi tình trạng ga giả, ga lậu lộng hành
vẫn đang hiển hiện trước mắt. Nay nhiều công ty cửa hàng kinh doanh ga đã thi nhau mọc lên tại các khu dân cư, nhưng không phải đơn vị kinh doanh ga nào cũng đảm bảo chất lượng và an toàn. Với việc sử dụng các thủ đoạn phi pháp của họ, ga lậu đang tràn lan trên thị trường và chính người tiêu dùng không còn là thượng đế mà trở thành nạn nhân đang bị móc túi, thậm chí là bị đe dọa đến tính mạng. Theo thống kê của Hiệp hội Ga Việt Nam, nhu cầu tiêu thụ ga của cả nước năm 2015 là khoảng 1,5 triệu tấn một năm, trong đó thị trường tiêu thụ phía Nam chiếm tới 65% thị trường toàn quốc. Ngày 11 tháng 5, lực lượng chức năng bắt quả tang trạm giết ga thuộc công ty Hà Linh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang tổ chức giết nạp ga lậu. Hiện trường gồm nhiều bình đã nạp ga, trụ bơm, bồn chứa ga loại lớn. Với nhiều vỏ bình ga các thương hiệu nổi tiếng như SP, MT Ga và Shell. Còn vào ngày 14 tháng 5, lực lượng chức năng công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện và tạm giữ 10.300 vỏ bình ga của 16 hãng khác nhau do công ty dầu khí Thanh Hóa, chi nhánh Hoàng Mai, Nghệ An tàng trữ trái phép. Theo thống kê của Hiệp hội Ga Việt Nam, ga lậu đang chiếm tới 30% lượng ga tiêu thụ hiện nay. Hiệp hội này cũng cảnh báo đã phát hiện một số công ty nhập khẩu chất dimethyl ether và trộn với ga làm tăng tỉ trọng. Chất này dùng làm dung môi trong bình xịt sơn, xịt muỗi, rất nguy hiểm cho người sử dụng do có tính chất ăn mòn, dễ làm hư hỏng vỏ bình, linh kiện cao su dẫn đến rò rỉ ga. Ngoài ra, nhiều bình ga lậu sử dụng ga kém chất lượng, có nhiều tạp chất sẽ gây hại cho sức khỏe người sử dụng cũng như môi trường. Nhiều bình ga bị chiếm dụng từ 10 đến 15 năm, không được mang đi kiểm định theo quy định, dễ bị rò rỉ, gây nguy cơ cháy nổ bất kỳ lúc nào. Thực tế hiện nay thì nhà nhà sử dụng ga, người người sử dụng ga, thế nhưng không nhiều người dân hiểu rõ về mặt hàng mình đang sử dụng, vốn là mặt hàng luôn ẩn chứa rất nhiều hiểm họa. Vì đặc thù là bán quán ăn, nên bếp ga ở đây vẫn được gia đình chị Hồng sử dụng hết công suất như thế này. Việc sử dụng bếp ga mỗi ngày đã như một thói quen. Thế nhưng thực chất chủ nhân của nó cũng chưa mấy hiểu về sản phẩm mình đang sử dụng. Tôi xài ga được 5 năm, bán thì nó sạch sẽ, nó tiện và nó lợi. Tôi xài thì cũng hao nhưng mà tôi không biết cách nào là phân biệt nào ga giả và ga thật. Trên thị trường hiện nay có vô số các cửa hàng kinh doanh ga lớn nhỏ. Họ chủ yếu cạnh tranh nhau bằng giá cả và các dịch vụ khuyến mãi. Những thông tin hấp dẫn được in trực tiếp lên tờ rơi một cách bắt mắt như thế này, hầu như ngày nào cũng được gửi tới các hộ gia đình trong thành phố. Người tiêu dùng thì không biết cách phân biệt thế nào là ga thật, ga giả. Việc lựa chọn sản phẩm ga để tiêu dùng mỗi ngày của họ chủ yếu vẫn theo thói quen và cảm tính. Lúc mà về đây ở thì người ta hàng xóm nhờ người ta cho số điện thoại rồi cứ gọi đó thôi. Xài ga cũng 20 năm rồi. Thì cũng người đó mình kêu hoài thôi. Tôi mua ga là nhờ cũng như là có chỗ uy tín người ta giới thiệu. Rồi giá cả thì bình dân, chưa nghe cái ga giả bao giờ. Bây giờ mình mới nghe thôi. Nhưng mà nói phân biệt thì chẳng phân biệt, chẳng biết phân biệt như thế nào đâu. Ga giả với lại ga thật thì không thể biết được. Tôi xài tôi chỉ có biết là nhắm tôi nấu nhiều mà một tháng một bình ga. Tin dùng những sản phẩm nào nhìn nó sạch sẽ là cái thứ nhất, cái thứ hai là nhìn nó không bị móc méo biến dạng thì tụi em tin dùng thôi chứ cũng chả biết cách để mà phân biệt. Thấy tin tức báo chí mà đăng tải là có tai nạn về bình ga thì gia đình cũng hơi lo lắng, sợ bị tai nạn hỏa hoạn ảnh hưởng tới mình với lại những người xung quanh. Trung bình mỗi năm cả nước có trên 150 vụ tai nạn từ ga. Nỗi lo từ hiểm họa bà hỏa này trong mỗi căn nhà luôn là nỗi lo chung của tất cả mọi người. Không kể bên cạnh đó là sự thất thoát tiền của khi nạn ga lậu, ga giả ngày càng lộng hành. Chừng nào chưa có một giải pháp mạnh hơn để thắt chặt hơn nữa việc kinh doanh ga trên thị trường, thì người dân vẫn phải canh cánh nỗi lo từ các căn bếp ngay trong chính gia đình của mình. Thực tế hiện nay nhiều công ty cửa hàng kinh doanh ga đã thi nhau mọc lên tại các khu dân cư, nhưng không phải đơn vị kinh doanh ga nào cũng đảm bảo chất lượng và an toàn. Với việc sử dụng các thủ đoạn phi pháp của họ, ga lậu đang tràn lan trên thị trường và chính người tiêu dùng không còn là thượng đế mà trở thành nạn nhân đang bị móc túi, thậm chí là bị đe dọa đến tính mạng. Theo thống kê của Hiệp hội Ga Việt Nam, nhu cầu tiêu thụ ga của cả nước năm 2015 là khoảng 1,5 triệu tấn một năm, trong đó thị trường tiêu thụ phía Nam chiếm tới 65% thị trường toàn quốc.
Ngày 11 tháng 5, lực lượng chức năng bắt quả tang trạm giết ga thuộc công ty Hà Linh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang tổ chức giết nạp ga lậu. Hiện trường gồm nhiều bình đã nạp ga, trụ bơm, bồn chứa ga loại lớn. Với nhiều vỏ bình ga các thương hiệu nổi tiếng như ST, MT Ga và Shell. Còn vào ngày 14 tháng 5, lực lượng chức năng Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện và tạm giữ 10.300 vỏ bình ga của 16 hãng khác nhau do Công ty Dầu khí Thanh Hóa, chi nhánh Hoàng Mai, Nghệ An tàng trữ trái phép. Theo thống kê của Hiệp hội Ga Việt Nam, ga lậu đang chiếm tới 30% lượng ga tiêu thụ hiện nay. Hiệp hội này cũng cảnh báo đã phát hiện một số công ty nhập khẩu chất dimethyl ether và trộn với ga làm tăng tỉ trọng. Chất này dùng làm dung môi trong bình xịt sơn, xịt muỗi, rất nguy hiểm cho người sử dụng do có tính chất ăn mòn, dễ làm hư hỏng vỏ bình, linh kiện cao su dẫn đến rò rỉ ga. Ngoài ra, nhiều bình ga lậu sử dụng ga kém chất lượng, có nhiều tạp chất sẽ gây hại cho sức khỏe người sử dụng cũng như môi trường. Nhiều bình ga bị chiếm dụng từ 10 đến 15 năm, không được mang đi kiểm định theo quy định, dễ bị rò rỉ, gây nguy cơ cháy nổ bất kỳ lúc nào.